Hùng. Đó, cho thuê mặt bằng nè, lại mình thấy không? Tè tua ha. À, mình cập nhật tình hình để cho cô chú anh chị thấy được kinh tế nó như thế nào. Tè tua lâu quá mà giống thuê 3 căn. Cái ghê không đại rồi. Ồ, hồ Ngọc Hà. Cha, cây đèn thần. Wow. Hoành tráng dữ trời. Ồ, đây nữa nè. Mr. Tè. Oh man, rơi không? Nó đầu đường kia lát đát ha. Toàn cao ốc building không khủng khủng không mà. Đây là quá trời luôn. Một căn luôn, huyết một căn luôn đây. Nhà chính chủ thuê luôn. Ôi ôi, đóng cửa cho thuê nhà khủng khiếp. À, bên đây phải mình là chùa Vĩnh Nghiêm ha, đại đình ha. Ba căn luôn nè, 4 căn, 5 căn luôn nè. Trời ơi. Oh man. Cười hả? Quá khủng khiếp luôn á. À, năm hết Tết đến rồi. Đó, căn nhà thấy đóng cửa không? Ớn sườn luôn á. Đó, trời ơi. Đủ loại mặt hình hàng hết. Đó, quá trời luôn nè. Trời. Giang hồ. Giang hồ ở đây nè. Cả nhà biết đi đâu không? Đi chích cá đó. Nhìn thấy đồ chơi là biết rồi. Bó tay ha. Dạ, hướng trước mặt mình là cầu Văn Thánh qua Bình Thạnh. À, đây là kênh Nhiêu Lộc, Trường Sa, Hoàng Sa, Tả Hữu ở đây. Nghe giống kiếm hiệp Kim Dung ha. Đó, giang hồ tấp vô chích cá. Bó tay luôn. Thì cá này nó hay ở chỗ bèo. Thua. Hang hồ khắp nơi. Dạ. Mình đang ở đường Nguyễn Đình Chiểu kìa, một em áo dài riêu cá chép ha. Quán riêu cá chép này nổi tiếng lắm nha đại đình. À, ngày trước là ở khu Tôn Đức Thắng á, ở trong hẻm. À, sau này đổi đi vài chỗ. Nổi tiếng lắm à. Riêu cá chép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 phòng. Hoành tráng chưa? 12 phòng. Em áo dài xinh đẹp ha. À, mình đang ở khu vực kênh Nhiêu Lộc. Bên tay trái mình là đường Nguyễn Đình Chiểu đó. Ngày xưa là An Đình Phùng ở Đại Đình. Dạ, bây giờ là 2 giờ hơn. Ngày 21 tháng 11 năm 2024. À, cả nhà khỏe không? Dạ em khỏe. Trời đất ơi, bó tay luôn. Cái cầu mới xây mà nở lòng nào xả rác. Nói chung là xả rác everywhere luôn. Ý thức của người dân mình thôi, đúng không đại gia đình? À, nói sao bây giờ, từ cái chuyện đi đứng ăn ở rồi đi lại rồi xả rác bó tay. À, mình đang ở đường Điện Biên, ở đường Hoàng Sa, Nguyễn Đình Chiểu. À, đây là tất đất tất vàng nha đại đình, địa bàn quận nhất, phường Đa Cao. Dừng lại nghỉ ngơi rồi ngắm cảnh. Hôm nay là còn khoảng 2 tháng nữa là tới Tết rồi. Anh đó giống cảnh sát Thái Lan rồi. Bận cái bộ đồ rồi cái trang phục á, cái form tướng giống cảnh sát Thái Lan cái này. À, mình đang đi ở đường Nguyễn Đình Chiểu ha, đại đình ha. Đây là một cái con đường đắt đỏ ở địa bàn trung tâm quận nhất, phường Đa Cao. À, bây giờ là buổi trưa 2 giờ 18 phút. Dạ, ở nhà thấy tất đất tất vàng không? Đậu xe quá trời luôn. À, máy bay này Sài Gòn ô nhiễm lắm nha đại đình. Hà Nội còn ghê hơn nữa. New Delhi còn khủng khiếp hơn nữa, nghĩa là thế giới rồi. Rồi chiến tranh Nga Ukraine là hơn 1.000 ngày rồi. Cả nhà thấy ghê ha. Rồi mới đó hôm nào mà bây giờ là hơn 1.000 ngày rồi. Rồi thiên tai rồi lũ lụt rồi hạn hán kính thưa các loại.
nó ảnh hưởng tới cái kinh tế nội hàm của nhiều quốc gia. Thằng lớn mà bị ảnh hưởng thì chắc chắn là mấy thằng nhỏ là lãnh đủ, đúng không? Dạ, mình mới đi ngang qua đường Nguyễn Bính Khiêm á, để em đeo cái khẩu trang vô cái đã, nó khó chịu lắm, bụi bặm ở đây rồi. Dạ đây là đường Nguyễn Đình Chiểu, ngày xưa là Phan Đình Phùng. Đó, cho thuê mặt bằng nè, lại mình thấy không? Tè tua ha. Mình cập nhật tình hình để cho cô chú anh chị thấy được kinh tế nó như thế nào, nó ảnh hưởng ra làm sao. Rồi trên từng góc phố, con đường tầm mình đi chơi, dạo phố với đại gia đình luôn. Dạ. Ở đây ngày xưa có cái quán nhà hàng Nón Lá nè, của đại gia Bảy Màu á. Mà từ khi cái vụ bà Hằng bà kêu lên cái này nọ, đó, đóng cửa luôn nè, hai quán à. Quán này nó bự ghê luôn ha. Rồi quán ngộ đi trời. Nó thui. Em đi qua Nhật em thấy cái xe này nhiều lắm nha đời. Tại vì người Nhật họ đường xá họ nhỏ nhỏ đại đình, họ thích chạy mấy xe nhỏ nhỏ nè, mấy xe là xe con cóc đó. Giọng gọi là xe con cóc á, rồi xe đầu gà đít vịt nữa, có nghĩa là hai cái hãng hợp tác với nhau. Ồ, khu đại gia nè, Bentley ha, Porsche, Mazda cũng 8-900 mà. Giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu. Đinh Tiên Hoàng là ngày xưa là Lê Văn Duyệt á. Mình đang đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Ô, cái quán này đẹp quá trời trời. Có phụng, có con công, con phụng nữa nè. Dạ. Bây giờ là 2:22 à, khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa là sẽ đông xe nha. Hôm nay thứ năm. Đoạn này toàn cao ốc, nhà VIP, khu VIP không à. Ngay trung tâm Đa Cao quận nhất mà. Ở khu này có nhiều lãnh sự quán lắm nha đại. Đó. Ồ, cái quán lẩu dê này là mới đó. Dạ, quán lẩu dê này là mới đó. Hoành tráng ghê ha. À, lẩu nấm. Ồ, cái lãnh sự quán này sao gỡ ra luôn rồi đại rồi. À, cái lãnh sự quán gì nè, em quên mất tiêu rồi. À, ngay cái đường góc Phùng Khắc Khoan đó. Gỡ ra luôn rồi. Ồ, nhà cho thuê nè. Ồ, ghê vậy. Khu ăn nhậu nè, ghê không đại định quên Inson. Họ lấy cái mặt bằng rộng ghê ha. À, từ cái quán hương gần á. Trời ơi. Ồ, cái nhà này lâu quá không ai dám thuê trời. Tè tua lâu quá không ai dám thuê á, 3 căn á. Cái ghê không đại rồi. Ồ trời ơi, qua bên này nữa nè. Có cái tờ giấy thiếu tiền điện, tiền nước gì đó. Hồi xưa đây là cái quán hương gần nè. Nổi tiếng là cái món chồn. Chồn, đừng nói tầm bậy, chồn, chồn này, chồn nọ nha đại. Nói là chồn thôi. Đừng có nói chồn này, chồn nọ, kỳ lắm. Em ăn thấy không ngon.
không hiểu sao mấy ông bạn em ăn khoái ăn chả hiểu, trồng mà trồng hương trồng nuôi đó, cho thuê nhà nguyên căn luôn đó, nãy giờ 5-6 căn rồi đó, ghê chưa. Đây nữa nè, 7-8 căn luôn. Gần trường đại học nhưng mà còn bỏ chạy nữa, trời ơi. Đây, trường đại học kinh tế nè, UIH là University Economy Hồ Chí Minh à. Trời, bạn này chạy gì niềm vui, chắc mới mua luôn, 67 An Giang, bỏ tay. Nó bảo dưỡng cái xe nó còn mắc tiền hơn mình kiếm được nữa. Cái thằng này nó mới nữa đây, cũng trên dưới 100 triệu mít đâu, gần 100 triệu. Đại gia An Giang là... tao chạy vì niềm vui mà, đúng không? Đó, mình đi ngang qua Phạm Ngọc Thạch ha, là đường Duy Tân ở đây nè, rẽ trái là Hồ Con Rùa. Đó, một tiệm nữa nè, 8 tiệm, 9 tiệm, tao thuê 3 căn liền luôn. Trời ơi má ơi, giàu dữ vậy trời. 3 căn liền luôn. Đó là tour khách nè, khách đi Sơn Mài Đại Việt. Đó. Trời ơi, cái tòa nhà này sao kỳ vậy trời. Trời ơi, dưới trống lỏng rồi đại rồi. Wow. Bên này là sân vận động Phan Văn Hùng, bên tay trái hướng 11 giờ. Nãy giờ các nhà thấy chục căn rồi ha. Đó, thậm chí là có căn mà 3 căn liên tục luôn. Cho thuê 3 căn mặt bằng liên tục luôn. Đó, trời ơi, gốc cây bự quá, rỗng ruột. Đó, cho thuê mặt bằng nữa kìa. À trời, làm ăn kinh doanh giờ nhà mặt bằng hết thời rồi, đúng không đại đình? Hết thời rồi, chờ thời thôi. Giống như nãy mình đi ngang qua đối diện trường đại học kinh tế á, có cái nhà của anh bạn em á, bạn của anh em, dạ trên nhau tới 9 tuổi lận, bạn của anh em, ảnh trước khổ nghè, khổ cha mẹ không có gọi là chịu ảnh lấy cái chị kia đó, nên thử ra rất là khổ. Anh em thì thương, đám cưới thấy nghèo quá không có gì hết, có cho tiền cho 5 chỉ vàng hồi xưa, dạ bây giờ nó giàu lắm rồi, cho của để dành thừa hưởng cái bất động sản. Ô, Hồ Ngọc Hà, cha, cây đèn thần, wow, hoành tráng dữ trời, wow. Wow, hoành tráng dữ à. Xưa chỗ này bán đĩa nè, đây nè. Ô, Hồ Hà chơi nổi dữ rồi. Cái anh này nãy em nói á, là ba mẹ chết đi để lại cái tài sản, bán nghe nói đâu đó 4.000 cây vàng. Bây giờ anh mua một cái căn nhà ở đường Nguyễn Bính Khiêm á, cho thuê rồi. Sướng ha. Đó, xưa là cái quán cà phê MGM ở đây nè, đây nè. Dạ, mình đi ngang qua Lê Quý Đôn mà, vậy ta nói trời thời, dạ, trời thời, nó quán cà phê phò mã, dữ dằn ha. Đây là đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng ha, đại đình, trước mặt mình là chiếc BYD kìa, qua bên Thái Lan thấy nhiều lắm, ở Việt Nam thì họ mới vô họ bán thôi. Giá cũng chát lắm, nhưng mà cái xe đó nhìn đẹp nha đại nè. Hãng BYD là cái hãng xe điện bán nhiều nhất thế giới mà, vượt mặt Tesla luôn đó. Bây giờ mình đang ở đường Nguyễn Đình Chiểu ha. À, khúc này thấy là cũng lát đá ha, đóng cửa cũng không nhiều ha. Lát hồi mình sẽ xuống cái khu bán đồ Sida của Đình Chiểu,
rồi khu Thích Quảng Đức, Tòa Đại Sứ Miên, chợ Vườn Chuối, trường Oro. Đó, đi qua đi nè, đó, dẹp hết nguyên khu chợ Sida rồi. Mấy cái cây tùng thơm Sa Đéc này nè, mắc lắm chứ không có rẻ đâu. Cái cây bự là khoảng 500 mấy á, rồi cây nhỏ là khoảng 100 mấy á. Tới mùa Noel thì càng có giá hơn nữa. Đó, sale 70% luôn, Black Friday. Wow, mãi vô. Đóng cửa nhiều không đại rồi. Ở quán cà phê trong văn phòng ở đây nữa nè. Đó, quá trời cho thuê mặt bằng nè, quá trời luôn. Đó, bắt đầu vô cái khu Tòa Đại Sứ Miên á, ngã tư Cách Mạng 8. Cái xe buýt này họ đậu để họ chờ khách du lịch ở đây lên, gây náo loạn giao thông ghê luôn. Khách đi gì bảo tàng chứng tích chiến tranh, rồi Dinh Độc Lập, rồi đủ hết vòng vòng nè, chợ Bến Thành. Xong rồi cái trưởng đoàn kêu canh giờ á, chạy tới trừ thời gian ra. Ở bên này là hội Việt Kiều nè, thấy rồi đó, hội những người hải ngoại, những người ở nước ngoài. Ở khu này hồi xưa bán đồ Sida nhiều lắm luôn á, mà xong phim rồi giật đổi sao giờ thay đổi. Này, trước đây có nhà xuất bản Kim Đồng nữa đại rồi đó, cho thuê nhà nguyên căn luôn. Không, Kiều Phong là cũng nổi tiếng khu này luôn thời đó thôi, lên đường hết. Trời ơi, ở đây là khu Thích Quảng Đức nè, nơi mà cái sự kiện thập niên 60 á, đại đình ổng tự thiêu á, tượng Thích Quảng Đức. Em đứng ở đây coi ha, đó tượng không Thích Quảng Đức nè. Mà đây cũng là cái điểm du lịch của nhiều khách nước ngoài tới lắm nha, tùy theo cái hướng du lịch người ta dẫn tới thôi. Dạ. Trước mặt mình là trường Colette ở đây nè. Bên tay phải mình hướng một giờ đó là Tòa Đại Sứ Miên á. Bắt đầu ở đây là đến mà xỉu luôn nha. Nhà cho cái bằng xe tua hết dạ. Đây nè, đó mà lâu rồi chưa ai dám rớ luôn, toàn cái căn bự bự không à. Cái căn đó hồi trước là cái gì trang điểm make up đúng không đại rồi đó, đây nữa nè. Ôi đất ơi, 5x9 có nghĩa là người ta còn ở đó, người ta còn ở đó. Đây có một quán bia ôm em múc nè, đây là Ngọc Việt Nam, trời ơi bán đồ phong thủy đi luôn. Quá trời luôn, nhiều lắm nha đại nè. Đó, cho thuê mặt bằng nè, Phương Trần Fashion. Đó, nhìn thê thương không. Đó bên này nè, sen bằng cho thuê nữa nè. Đó bên này nữa nè. Ôi trời ơi, đó cho thuê mặt bằng kìa. Đó, Tham He là tiệm tóc á, lên đường luôn, lên đường luôn. Đây là hẻm Ve Chai nè, rơi không, dọn đi hết, rơi thiệt. Bên tay phải mình là chợ Vườn Chuối, phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền.
À, bữa này làm ăn ghê ha. Ở bên tay trái mình là cái khu ảo thuật gia Z27 ở đây nổi tiếng cái thời của bọn nhỏ em, ảo thuật gia Z27. Trời ơi, đi ghê quá, thê thảm quá. Đó, cho thuê mặt bằng khắp nơi luôn, nhà bán luôn rồi đây rồi. Nó kéo dài cho tới đường Lý Thái Tổ á, là hết đường Phan Phùng Nguyễn Chiểu. Cửa hàng chai giác đất vẫn còn ha. Đó, cho thuê mặt bằng. Mà ở đây thì hầu như là giày dép với lại quần áo thời trang thôi mà. Đó, cả nhà thấy nè. Hai căn, ba căn bự luôn. Baccara chơi chưa? Đó. Nhìn nè, hơi thảm luôn á. Đây nữa nè, đây nữa nè, ba căn luôn á. Đây luôn. Ô, đây nữa nè, Mr. Tẹt. Oh man, rơi không? Nó đầu đường kia lát đát ha. Toàn cao ốc building không khủng khủng không mà. Đây là quá trời luôn. Không biết sợ thôi đó. Hàng loạt cái căn luôn á đại gia đình. Và đó, dọn đi hết rồi. Đó, bên này nữa nè. Oh man, trời ơi, đây nữa nè. Lúc bên tay phải mình là trường Oro ha, đại đình ha. Bây giờ là Lương Đình Của đó, Rạng Đông đó, tên trường, ba tên trường. Ngày xưa là em học bên này, Nguyễn Sơn Hà Chí Đức, tiệm chụp hình Ái Mỹ. Dạ, ở bên đường đó, tiệm chụp hình Ái Mỹ á, là bây giờ là Cycle Key. À, bánh nước ban mê rồi photo màu. Cái tiệm photo đó là nhà của bạn em tên là Cường, học chung cấp 1, cấp 2 gì đó không biết luôn. Rồi ôi, nhưng mà quay trở lại thấy nhà, thấy cái khúc Nguyễn Chiểu này ghê không, quá ghê ha. Đóng cửa tháo chạy dọn đi hết luôn, quá trời nhiêu. Đây là cái khu ban cờ nè. Cái này là giày dép, quần áo. Ở dưới là giày dép, chợ ban cờ ở đây nè. Thuê luôn thì có chứ. Này nè, nè, các nhà thấy không? Đó, cho thuê nhà nguyên một căn luôn. Nguyên một căn luôn đây. Nhà chính chủ thuê luôn. Ôi, đóng cửa cho thuê nhà khủng khiếp. Bên tay phải mình là chùa Vĩnh Nghiêm ha, đại đình ha. À, trước có cái xe hút dình lộn rồi đầu phộng húng liều ở đây nè, góc đường này đây nè. Cái xe thang đậu ngay góc đường này, bàn cờ đậu, bàn cờ đó. Nhà em ở đây mà. Nhà em ở đường bàn cờ mà. Nè tu không, ba căn luôn nè, bốn căn, năm căn luôn nè. Trời ơi, oh man, ghê vậy. Quá khủng khiếp luôn á. Năm hết Tết đến rồi. Đường Nguyễn Văn Thuật. Ở đây là chuyên về cổng cưới, đồ cưới. Quá thề lường ha. Đó, cả nhà thấy đóng cửa không? Ớn sườn luôn á. Đó, trời ơi, đủ loại mặt hình hàng hết. Đó, quá trời luôn nè. Tháo bản hiệu luôn nè, đây lên. Ôi ôi, mỗi lần qua cái đường Nguyễn Chiểu này là nhớ cái bạn em mà biết nhau thôi chứ không có chơi chung. Là bạn tên là Ngọc. Trời ơi, ba căn luôn kìa. Bạn tên là Ngọc, nhà chủ tiệm vàng ở đại đình, đẹp lắm mà quậy, bó tay hư. Đây có tiền á, với lại khu vực dễ hư á. Dạ, đó nãy sơ qua là mình thấy ha, đường Nguyễn Chiểu Phan Phùng kinh hồn chưa.
nguyên căn bự thật bự không, quá trời bự luôn. Là đại căn này là xưa là nhà hàng Song Hỷ, nhà hàng sinh đôi rồi trước đó nữa là bia Foster ở đại bia Vinagel, chắc là những ai địa phương ở đây hay là uống bia thì mới biết bia Vinagel của bà Tư Hường ở đại đình, nữ đại gia bà Tư Hường mà bây giờ bà đi bán muối rồi, em xin hỏi. Dạ, đi qua đời rồi. Cách nói của mấy bọn nhỏ em ngày xưa mà. Dạ, kinh ha, quá trời. Quẹo ở đây là đường Hùng Vương ha. Em chào đại đình, em chào cả nhà. U đây xây tượng đài nè. Trời ơi, có tượng đài ở đây rồi, hoành tráng ha. Em chào đại đình, em chào cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe, được người hạnh phúc, mọi người luôn yêu thương nhau.